Xin chào, xin mời tất cả các bạn khán giả thân mến của fanpage Dự báo Thời tiết VTV ạ. Ngày hôm nay thì Phương Dung sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin livestream của fanpage Dự báo Thời tiết VTV các bạn nhé. Các bạn hãy cùng Phương Dung chia sẻ video này thật nhiều để có thật nhiều các bạn khán giả trên cả nước có thể cùng vào xem livestream trò chuyện tương tác cùng chúng ta và biết thêm về tình hình thời tiết trên cả nước vào ngày mai nha. Phương Dung xin chào các bạn khán giả đầu tiên ạ. Bạn Thu Nha Un, bạn Nguyễn Văn Tường, bạn Lê Đức, bạn Kim Thoa, bạn Lê Văn Tuấn, bạn Nguyễn Thanh Nguyễn, bạn Văn Nhã, bạn Nguyễn Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, bạn Phương Nguyễn ạ, bạn Lê Đức, Phạm Thị Mậu, bạn Hồ Vinh, bạn Nguyễn Văn Tường, bạn Quản Hít, bạn Tân Phát, bạn Hồ Vinh, Đỗ Ngọc Thái, Nguyễn Tường Oanh, Hồng Nhung, Nguyễn Bá Đức, Thu Trang Lê, Thiên Nguyễn, Thùy Linh. Vâng, xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến ạ. Vâng, Phương Dung đã nhìn thấy rất là nhiều cái comment của các bạn nói rằng thời tiết tại thủ đô Hà Nội rất là oi bức trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và dự báo là ngày mai thì tiết trời oi bức này vẫn sẽ còn tiếp diễn, với mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội có thể lên tới 38 độ vào khoảng thời gian trưa chiều đấy ạ. Thời tiết rất là nắng nóng, vậy nên nếu không có việc phải ra ngoài thì trong ngày chủ nhật ngày mai chúng ta hãy ở trong nhà, trong khoảng nhất là trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều các bạn nhé. Vâng, xin chào những bạn khán giả vào sau ạ. Bạn Đặng Lâm Anh, bạn Long Quang, bạn Nguyễn Nghĩa, bạn Hoa Hướng Dương, bạn Thùy Linh, bạn Nguyễn Xuân Thịnh, bạn Đào Hải, bạn Trọng Tình, bạn Linh Bông, bạn Lê Hiệp, bạn Nga Nguyễn, bạn Ngô Văn Trinh, bạn Nguyễn Văn Tường. Vâng, xin chào các bạn ạ. Theo dự báo thì ngày mai Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiều điểm nhiệt độ lên từ 35 cho đến 38 độ. Khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ nhiều nơi còn lên đến trên 38 độ, nắng nóng rất là gay gắt khó chịu. Cùng với cả độ ẩm ở nhiều điểm ở mức thấp dưới 50% thì chúng ta sẽ cảm thấy rõ cái nóng rát của mùa hè trong ngày mai. Nắng nóng cũng xảy ra ở cả miền Bắc nữa. Và nơi nóng nhất đó là tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao 37-38 độ, trong đó có thủ đô Hà Nội còn lên tới 38 độ cơ ạ. Còn các nơi khác thì nhiệt độ dao động trong khoảng 35 cho đến 36 độ, cũng là mức nhiệt cao ạ. Khu vực Tây Nguyên thì dự báo ngày mai tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột thì trời có nắng cả ngày, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30 cho đến 33 độ. Riêng Đà Lạt ngày mai thì ban ngày có nắng mà chiều tối lại xuất hiện mưa dông các bạn nhé. Và nhiệt độ sẽ không vượt quá mức nhiệt 24 độ đâu ạ. Và vẫn là cái mức nhiệt rất là dễ chịu mát mẻ. Tiếp theo đó là tại thời tiết tại khu vực Nam Bộ.
Nam Bộ ngày mai trời nắng từ sáng cho đến khoảng 15 giờ chiều. Tại một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng 35 độ như là tại Biên Hòa, Châu Đốc và Trà Vinh. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn một chút, trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ các bạn nhé. Về chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi và cục bộ có những điểm mưa lượng khá, kèm theo đó là tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh ở khu vực Nam Bộ ạ. Bạn Lê Văn Tuấn có hỏi thời tiết tại Hà Nam. Vâng, ngày hôm nay Phương Dung sẽ bắt đầu trước với khu vực Hà Nam nhé. Hà Nam ngày mai thì ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt vào khoảng từ 29 đến 37 độ. Tại thủ đô Hà Nội là 38 độ vào trưa chiều mai ạ. Bạn Đông Quốc Tuấn hỏi thời tiết tại Cao Bằng. Cao Bằng ngày mai trời nắng nóng với mức nhiệt 25 đến 36 độ ạ. Yên Bái ngày mai không mưa, ban ngày nắng nóng 27 đến 36 độ bạn nhé. Hải Phòng ngày mai 36 độ ạ. Bạn Tân Phát hỏi thời tiết tại khu vực Hội An, Quảng Nam vì đã nhiều ngày nay trời nắng nóng gay gắt rồi. Vâng, tại Hội An ngày mai vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là 38 độ ạ. Chỉ có khi nào về đêm thì nhiệt độ hạ xuống gần 27 độ sẽ dịu hơn một chút ạ. Bạn Đỗ Ngọc Thái hỏi tình hình thời tiết tại Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày mai cũng nắng nóng gay gắt 29 đến 38 độ. Bạn Thu Trang Lê có hỏi thời tiết tại Đà Nẵng. Đà Nẵng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 27 đến 38 độ bạn nhé. Bạn Thiên Nguyễn hỏi tại thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội ngày mai vẫn tiếp tục nắng nóng ạ. Và nắng nóng hơn ngày hôm nay một chút nữa cơ ạ. Bạn Long Quang hỏi thời tiết tại Thái Bình. Thái Bình ngày nắng nóng 29 đến 35 độ. Bạn Nguyễn Trường Oanh hỏi thời tiết tại Lạng Sơn. Lạng Sơn ngày nắng 26 đến 33 độ, ở khu vực vùng núi có vẻ là đỡ nóng hơn khu vực đồng bằng rất là nhiều. Cuối tuần này nếu mà quý khán giả nào mà có dự định đi Cát Bà thì thời tiết cũng tương đối ủng hộ khi mà trời không quá nắng nóng ở mức độ gay gắt mà chỉ vào khoảng 28 đến 35 độ thôi nha. Có gió biển thổi nên cảm giác cũng sẽ đỡ oi bức hơn phần nào ạ. Thời tiết này mà bạn khán giả nào mà lên Tam Đảo thì có lẽ là thích hợp để trốn cái nóng mùa hè. Tam Đảo thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng là 30 độ thôi.
Tại Huế ngày mai vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 37 độ ạ. Vâng, Huế đã rất là nhiều ngày nắng nóng gay gắt rồi. Và Trung Bộ dự báo sẽ là nơi mà nóng nhất ở trên cả nước trong ngày mai, với nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến trên 38 độ ở khu vực vùng núi Trung Bộ ạ. Nha Trang thì ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là 34 độ, thấp nhất về đêm là 27 độ các bạn nhé. Nha Trang dịp này để lựa chọn đi du lịch cũng rất là phù hợp khi mà nhiệt độ không quá cao. Thời điểm này cũng rất là nhiều bạn khán giả chọn đi Quy Nhơn hoặc là Mũi Né. Thì với Quy Nhơn thì nhiệt độ cao nhất là 32 độ, ban ngày trời nắng, còn Mũi Né thì nhiệt độ cũng vào khoảng 32 độ. Rất là thích hợp để chúng ta có thể du lịch trong những ngày hè oi bức này. Nhưng mà nhiệt độ thì lại không quá cao, sẽ giúp chúng ta đỡ cái cảm giác mệt mỏi khó chịu khi mà đi tắm biển hay là cũng như là đi tham quan những cái thắng cảnh đẹp của khu vực đó. Và mát mẻ nhất nhờ lợi thế địa hình cao nên đó vẫn luôn là Đà Lạt. Đà Lạt dù là mùa nào chăng nữa thì lúc nào nhiệt độ cũng ôn hòa, và nhiệt độ ngày mai sẽ vào khoảng 24 độ nhé. Ban ngày có nắng nhưng mà chiều tối thì cần lưu ý là sẽ xuất hiện mưa dông. Đến đêm thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng là 16 độ mà thôi, rất là lạnh đấy ạ. Chúng ta nên chuẩn bị thêm những cái trang phục phù hợp cũng như là áo khoác mỏng để có thể đi dạo phố trong thời tiết buổi tối và đêm các bạn nhé. Và các bạn ơi, thời lượng livestream của buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc rồi, và ngày hôm nay là tối thứ bảy. Phương Dung xin chúc tất cả các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui, ngày cuối tuần thật là nhiều ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè. Chúc các bạn buổi tối thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì Phương Dung xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.